mang điệu tango sang Việt Nam. Xin chào các bạn. Tuần vừa rồi, The Clip Resort chúng mình vinh dự được đón tiếp hơn 30 vị khách Pháp từ Paris. Thật vui vì đoàn khách đã chọn The Clip Resort là điểm đến yêu thích trong hành trình khám phá Việt Nam kéo dài 2 tuần, trải qua 8 ngày tuyệt vời tại Mũi Né. Từ việc thưởng thức những món ăn địa phương tại Vista, ngâm mình trong làn nước mát lạnh tại khu vực yên tĩnh, đến việc khám phá vẻ đẹp hoang sơ của vùng biển Mũi Né bằng zip tour như Làng Chài, Suối Tiên, Bào Trắng, có vẻ như mọi trải nghiệm đều trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Nhưng điều đặc biệt nhất có lẽ chính là buổi tiệc chia tay đầy cảm xúc tại khu vườn Aqua Garden neo mình bên bờ biển. Trước khi chạm vào những giai điệu lãng mạn, họ đã cùng nhau chia sẻ điệu tango, một điệu nhảy của sự đam mê từ Paris đến tận bờ biển Việt Nam. Và bạn biết đấy, điệu tango không chỉ là một điệu nhảy mà còn giúp họ cân bằng cuộc sống sau những chuyến đi đầy trải nghiệm. Những điệu nhạc du dương từ A Light Love Band, những món ăn tinh tế được phục vụ từ đội ngũ nhân sự bản địa tận tâm, những bản nhạc từ nhẹ nhàng đến sôi động vang lên trên từng làn sóng biển, những tiếng hò reo và những cái ôm đậm tình gia đình với niềm vui khôn xiết đã khiến những vị khách phải lòng nơi đây. Và như lời hứa, khi trở lại Việt Nam, Mũi Né chắc chắn sẽ là điểm đến đầu tiên trong hành trình của chúng tôi.